Xin chào mọi người. Tình hình vừa qua thì mọi người cũng đã biết là các nhóm trên Facebook, báo chí đều đưa tin về thị trường chứng khoán đang đỏ rực lửa. Chỉ số VN Index mất gần 200 điểm chỉ trong vòng khoảng nửa tháng. Cũng chính vì điều này mà khiến tâm lý của các F0 chơi chứng khoán đã sợ nay còn sợ hãi hơn. Và sự sợ hãi này càng khiến cho họ bán thốc bán tháo, kéo nhau dẫn tới thị trường đỏ hơn nữa. Trước khi mình nói về cơ hội đầu tư như mình đã để ở tiêu đề, thì mình cũng muốn chia sẻ một chút tình hình hiện tại và hy vọng nó có thể thay đổi tư duy của bạn theo một hướng đúng đắn, tích cực hơn. Mình luôn muốn chúng ta trước khi đưa ra một cái quyết định nào đó, kể cả quyết định đầu tư, thì chúng ta cần phải hiểu bản chất của vấn đề, hiểu cái lý do tại sao mà chúng ta lại đưa ra cái quyết định như vậy. Và bạn hãy nhớ xem đến cuối video, bởi vì đây là cơ hội đầu tư khá là tốt mà lại vô cùng đơn giản. Có thể bởi vì nó quá đơn giản nên là chúng ta thường không xem trọng nó và bỏ qua. Thực ra nếu mà bạn từng trải qua ít nhất một lần ở một thị trường nào đó khi giá bị giảm mạnh, không kể ở thị trường chứng khoán mà còn cả ở thị trường tiền điện tử hay là bất cứ thị trường nào như lan đột biến, cà phê, thì cũng sẽ thấy là gần như nó đều xảy ra một kịch bản giống nhau. Từ việc các trang báo chí, media, hội nhóm tuyên truyền tới những sự nhao nhao sợ hãi của các nhà đầu tư. Và đôi khi mình tự hỏi là, ủa sao gần như các thị trường nó đều xảy ra kịch bản giống nhau như vậy? Và mình cũng từng làm rất nhiều video nói về điều này rồi. Nhưng tại sao khi giá bị thổi lên cao mà mọi người vẫn tham gia mua vào đu đỉnh, để rồi khi giá giảm lại hoảng loạn sợ hãi? Và câu trả lời đó là thị trường luôn luôn là như vậy. Cho dù là từ hàng trăm năm trước tới hiện tại và cả tương lai cũng sẽ như vậy. Nó giống như là một kịch bản đã được biên soạn sẵn thành một cái khuôn khổ. Và những ai mới bước chân vào thị trường đều phải trở thành diễn viên của cái kịch bản đó, đều phải trải qua những cái cung bậc cảm xúc hay là mắc phải sai lầm như vậy. Sau khi trải qua những giai đoạn đó thì sẽ có một số ít người nhận ra được cái kịch bản này và bắt đầu thay đổi lại tư duy để có thể đưa ra những chiến lược đầu tư hiệu quả. Nhưng đa phần thì những người cũ, bởi vì ở thời gian đầu ai cũng hào hứng, mà đã hào hứng thì thường sẽ đầu tư số tiền lớn và sau khi mắc sai lầm, thậm chí là nhiều lần sai lầm vẫn chưa thể nhận ra được mình đang sai ở đâu, dẫn tới việc hoặc là bỏ cuộc chơi hoặc là tiếp tục mất tiền. Trong quá trình đó thì vẫn luôn có những cái thế hệ F0 mới vào thị trường và lại bắt đầu tiếp tục vào cái guồng quay đó. Điều này khiến mình liên tưởng chúng ta giống như những chú gà công nghiệp đã được lập trình từ trong trứng, tới giai đoạn nào thì sẽ như thế nào. Các cái cảm giác hưng phấn, sợ hãi trong thị trường thì gần như chúng ta đang bị lập trình hết, rất khó để có thể nhận ra và thoát khỏi điều đó được. Và trong cái guồng quay này, nó có một cái mắt xích rất quan trọng mà mình muốn nói ở đây. Và nó là một cái tư duy tưởng như là đúng nhưng mà thực sự sai lầm. Đó là cái việc chúng ta thường tìm kiếm nguyên nhân. Khi mà thị trường tăng, có phải trong đầu chúng ta tự động suy nghĩ là tại sao nó lại tăng như vậy, nguyên nhân là vì đâu? Khi thị trường giảm cũng vậy, tại sao lại giảm? Điều đó khiến chúng ta bắt đầu đi tìm nguyên nhân. Chúng ta lên Google xem các bài báo nói về nguyên nhân tăng giảm đó. Và thường là nó trùng với một sự kiện nào đó đang vừa mới xảy ra. Nào là dịch bệnh Covid, hoặc là ai đó thao túng thị trường chứng khoán, tin tức về chiến tranh, chính trị, vân vân. Và chúng ta sẽ kiểu, nghe có vẻ hợp lý đó. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là, sau đó thì sao? Chúng ta có kiếm được lợi nhuận từ đó hay không? Những cái tin tức, sự kiện đó nó có lặp lại lần hai để sau này chúng ta biết trước được thị trường sẽ di chuyển như thế nào hay không? Và quan trọng hơn là liệu có chắc chắn vì sự kiện đó mà thị trường tăng hay là giảm được không? Không, nó không hề, không ai biết được điều đó cả. Đôi khi chúng ta thường tự gán thị trường tăng giảm là do sự kiện này, sự kiện kia đang diễn ra, nhưng mà chưa chắc là có phải do sự kiện đó thật hay không. Và cho dù việc biết nguyên nhân như vậy, nó cũng không hề giúp ích gì cả, bởi vì thị trường đã chạy xong hết rồi. Nó cũng không xảy ra theo kiểu là sự kiện xảy ra trước, sau đó thì giá mới bắt đầu di chuyển theo sự kiện đó. Và thường giá xảy ra trước, sau đó những cái sự kiện gần đó mới được gán cho cái nguyên nhân là tại sao giá lại di chuyển như vậy. Chúng ta thường có thói quen là tìm nguyên nhân để ở lần sau khi mà chúng ta làm sai, chúng ta biết cách sửa. Điều đó là rất tốt, nhưng mà trong trường hợp này thì nó không hề cần thiết vì các sự kiện xảy ra rất ít khi lặp lại hai lần. Nó chỉ là thông tin để viết lên báo hoặc là để bạn bè nói chuyện với nhau về tình hình thị trường chứng khoán, chứ không hề có tác dụng gì. Thậm chí nó còn có hại bởi vì thông tin đó khiến nhiều nhà đầu tư nghĩ đó là thật và đua nhau bán thốc bán tháo. Chính vì thế mà thay vì việc tìm kiếm nguyên nhân là tại sao giá tăng hay giảm, do sự kiện gì, thì chúng ta nên tập trung vào cái kế hoạch
nên mua, nên bán khi nào và tuân thủ thực hiện cái kế hoạch đó. Vậy thì cái chiến lược giải quyết ở đây là gì? Nếu bạn đã từng xem video hướng dẫn đầu tư chứng khoán của mình trước đây, mình đã chia sẻ, thì cũng sẽ hiểu được thực ra cái việc đầu tư chứng khoán cực kỳ đơn giản. Đó là chúng ta chỉ cần tập trung vào các quỹ chỉ số dựa theo chỉ số, ví dụ như là VN30. Ở nước ngoài thì chúng ta còn có US500, US30, v.v. Dành cho ai chưa biết thì VN30, bạn cứ hiểu là nó đại diện cho giá trị trung bình của top 30 cổ phiếu lớn nhất Việt Nam. Chính vì vậy mà gần như nó đại diện cho tình hình kinh tế và nó sẽ luôn tăng về dài hạn. Ở VN30 thì dữ liệu của nó có thể ít, nhưng mà chúng ta chỉ cần nhìn cái chỉ số US500 của Mỹ vài chục năm trước cho tới bây giờ thì sẽ hiểu là nó luôn tăng trưởng. Dù trong cái đà tăng trưởng của nó có những lần giảm mạnh, nhưng mà cuối cùng nó vẫn vượt đỉnh đi lên. Bởi vậy, nếu bạn xác định đầu tư dài hạn thì bạn nên áp dụng hai cái cách mà mình sẽ chia sẻ ở phần tiếp theo trong video này. Còn nếu bạn vẫn muốn kiếm lợi nhuận ở thị trường đang trong giai đoạn giảm thì bạn có thể giao dịch chứng khoán CFD trên sàn XTB, tận dụng cái khả năng bán khống để kiếm lợi nhuận khi thị trường giảm. Vì đặc biệt ở thị trường chứng khoán, chúng ta có thể thấy là khi tăng thì tăng rất là chậm, nhưng khi thị trường giảm thì giảm rất là mạnh. Việc giá giảm trong một vài ngày nó có thể bằng cả khoảng giá tăng tương đương trước đó trong vài tháng, nên không có lý do gì mà chúng ta không tận dụng cái khả năng bán khống này. Thực ra việc mình khuyến nghị chọn sàn giao dịch XTB vì thấy nó đáp ứng khá là nhiều yếu tố. Ngoài việc uy tín, giấy phép minh bạch thì bạn có thể giao dịch chứng khoán hai chiều mua và bán. Không chỉ các mã chứng khoán trên thế giới mà có cả chỉ số VN30 và vẫn được nhận cổ tức khi tới ngày công ty trả nếu mà bạn nắm giữ. Đây là một lợi thế so với những cái sàn giao dịch CFD khác. Kể cả bạn muốn giao dịch ở thị trường khác như là tiền tệ, vàng, bạc, hàng hóa, tiền điện tử, bạn vẫn có thể giao dịch. Và mình luôn nhắc mọi người là nên sử dụng tài khoản thử nghiệm trước để luyện tập giao dịch như thực tế và tránh rủi ro mất tiền thật. Mình có để link tạo tài khoản ở dưới phần mô tả. Nếu chưa có tài khoản thì bạn có thể bắt đầu tạo tài khoản. Tất nhiên khi giao dịch mua bán hai chiều thì bạn cần có phương pháp, chiến lược rõ ràng vì nó tương đối khó hơn so với đầu tư dài hạn. Khi bạn hiểu về lợi thế của việc đầu tư vào các quỹ chỉ số thì mọi thứ sẽ trở nên thực sự đơn giản. Chúng ta chỉ việc đầu tư và quên nó đi thôi. Kể cả cho dù bạn có lỡ mua ở đỉnh cũng không sao cả. Cái quỹ chỉ số thì nó có thể luôn tăng, nhưng một cái mã cổ phiếu nào đó thì chưa chắc. Và thậm chí ở những cái công ty lớn cũng chưa chắc an toàn, vẫn có thể làm chiêu trò. Mặc dù nó đơn giản như vậy, tuy nhiên là mình biết sau khi xem xong video của mình, chắc chắn là vẫn còn rất nhiều người sẽ hiểu điều đó. Nhưng một vài ngày sau, nếu mà xung quanh bạn, bạn bè bạn, các nhóm mà bạn tham gia trên Facebook, các kênh media về chứng khoán, ai cũng nói là thị trường chứng khoán tuột dốc không phanh, ai cũng hoảng loạn, thì chắc chắn tâm lý của bạn cũng sẽ bị cuốn theo đám đông như vậy. Cái tâm lý đám đông là vậy, nó không bao giờ thay đổi ở bất kỳ thời kỳ nào, khi mà con người vẫn còn cảm xúc. Các kênh truyền thông thì ngày càng mọc ra nhiều và có đủ loại thông tin trên trời dưới đất về chứng khoán. Các cái sách về chứng khoán cũng có rất nhiều thể loại và có quá nhiều thông tin khiến bạn quên đi những thứ đơn giản mà lại quan trọng nhất như vậy. Việc đầu tư vào cái quỹ chỉ số này không phải là chỉ do mình nói, mà rất nhiều người trên thế giới đang làm như vậy. Kể cả Warren Buffett cũng đã nói điều này. Nó cực kỳ an toàn, việc của bạn là đầu tư và không làm gì cả. Chúng ta cũng không cần phải quan tâm tới báo cáo tài chính, cách đọc các chỉ số đo lường phức tạp, các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật, thậm chí là cả phân tích kỹ thuật chúng ta không cần biết cũng được. Tất nhiên là hiểu thêm một chút về luật bò gấu, quy luật di chuyển của thị trường thì chúng ta cũng sẽ có điểm vào tốt hơn. Nhưng mà nếu không biết cũng không sao cả. Việc trading hay là giao dịch thì mình công nhận là nó khá là khó, phức tạp và cần nhiều thời gian để rèn luyện mới có thể theo nghề này. Còn đầu tư dài hạn thì vốn rất là đơn giản, nhưng mà tự chúng ta phức tạp hóa nó lên để đi học hoặc là đọc những thông tin không cần thiết. Chính những cái thông tin không cần thiết này, nó là thứ để gây ra nhiễu loạn và các đội lái mới có thể tận dụng được vào nó để lái thị trường. Việc của chúng ta là đầu tư và không làm gì cả, là kiên nhẫn chờ thời điểm tốt để đầu tư, hoặc là đừng muốn làm giàu nhanh. Nếu bạn đã xác định đầu tư dài hạn thì hãy coi nó như một miếng đất, xác định đầu tư trong khoảng thời gian dài và không được xem giá mỗi ngày. Vậy thì chúng ta sẽ có hai chiến lược đầu tư chính. Thứ nhất, mình sẽ nói về cách dễ nhất trước đi. Dành cho người không biết gì về biểu đồ nến hay là những thứ phức tạp khác, đó là chúng ta chỉ cần đầu tư đều đặn mỗi tuần hoặc mỗi ngày vào quỹ chỉ số. Hầu hết nếu mà chúng ta ở Việt Nam thì sẽ có quỹ chỉ số là VN30. Mình nhấn mạnh cái chữ là đầu tư đều đặn, tức là bạn phải đầu tư có thể theo tuần hoặc là theo ngày, tùy bạn, nhưng nhất định phải đều đặn.
Bởi vì sao? Bởi vì khi mà đầu tư đều đặn thì bạn sẽ mua được cả ở giá cao lẫn giá thấp. Bởi vậy tổng vốn đầu tư của bạn sẽ luôn ở mức giá trung bình, và mức giá trung bình này sẽ tăng trưởng theo thị trường. Ví dụ trước đó trên cái biểu đồ này là biểu đồ tuần của VN30. Các bạn có thể thấy là nếu mà các bạn đầu tư đều đặn theo mỗi tuần, tức là ở mỗi một cái thời điểm này các bạn đều mua vào, kể cả giá cao các bạn cũng mua, sau đó giá thấp, giá giảm xuống các bạn cũng đều mua. Như vậy thì các bạn sẽ vừa bắt được đỉnh, vừa bắt được đáy. Nó cũng sẽ không quan trọng, tuy nhiên là cái giá trị trung bình của bạn về dài hạn nó sẽ tăng trưởng. Nếu bạn đầu tư theo cách này thì rủi ro của bạn sẽ rất là ít. Đa số các F0 bị rủi ro khi mà vì họ hóng hớt quá nhiều thông tin, và đặc biệt là thông tin càng nhiều khi mà giá nó càng tăng cao rồi. Điều đó khiến họ quyết định tất tay hết vốn ở mức giá đỉnh, và rồi khi mà giá giảm sâu thì họ lại không mua được giá tốt, bởi vì lúc này họ đang sợ hãi, đang mất niềm tin vào thị trường. Họ không còn dám mua nữa, hoặc là họ cũng không còn đủ vốn để mua bởi vì họ đã tất tay từ những lần mua trước. Cái cách này thực sự bạn thấy rất đơn giản đúng không? Nhưng mà quan trọng là bạn phải làm, và làm một cách đều đặn. Bạn hãy hạn chế theo dõi các đội nhóm, tin tức, báo chí, các cái kênh truyền thông. Đầu tư dài hạn thì bạn không cần phải biết nhiều thông tin. Việc biết nhiều thông tin sẽ càng khiến bạn có những quyết định sai lầm. Bởi vì ví dụ nếu bạn mua ở đây là lúc mà bạn đang có hy vọng vào thị trường, nhưng sau đó thì thị trường giảm xuống tới cái vùng này, các cái nguồn tin tức, thông tin, báo chí đều khiến bạn mất niềm tin vào thị trường và khiến bạn đưa ra một cái quyết định bán. Nhưng cuối cùng sau đó giá tăng trở lại và còn vượt qua cái thời điểm bạn mua ban đầu, lúc này thì bạn sẽ lại càng hối hận. Cái cách này thì mình khuyến khích cho tất cả mọi người vì nó siêu đơn giản và không cần biết quá nhiều kiến thức. Qua cái cách thứ hai là cách dành cho những ai biết đọc hiểu biểu đồ một chút, chỉ cần một chút thôi, không cần kiến thức quá nhiều như là trading. Đó là chúng ta hãy chờ thời cơ tốt để mua. Cái tư duy hình thành nên cách này cũng khá là đơn giản thôi. Nếu mà bạn xem biểu đồ lịch sử trong quá khứ, ví dụ ở đây là chỉ số VN30, thì bạn sẽ thấy được là trong cái đà tăng của nó sẽ xuất hiện những cái đợt giảm. Ví dụ như từ đây, nó sẽ có những cái đợt giảm này, đợt giảm, đợt giảm. Ở đây cũng có những cái đợt giảm này. Và mình hy vọng là tới thời điểm hiện tại, ở đây nó cũng sẽ chuẩn bị cho một cái đợt giảm. Mỗi đợt giảm này chúng ta hãy thử đo xem khoảng bao nhiêu phần trăm. Ví dụ ở đây mình đo ra được là khoảng 20% so với đỉnh cũ. Như cái đoạn gần đây thì nó giảm lên tới 50%. Rồi, bây giờ các bạn thử xem một cái chỉ số khác mà không phải VN30. Đây, ở đây là chỉ số US500 này, và mình để ở cái giai đoạn từ 50 năm trước. Các bạn có thể thấy là nó luôn có những cái đợt giảm này, luôn có những cái đợt giảm, nhưng mà sau đó nó đều tăng lên, phá đỉnh cũ. Và cho tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Một cái chỉ số khác đó là chỉ số DAX30 của Đức. Các bạn cũng thấy tương tự như vậy. Nó sẽ tăng và nó sẽ có những cái đợt giảm xuống này, sau đó tiếp tục tăng lên, phá đỉnh cũ. Như vậy thì chúng ta có thể xây dựng một cái chiến lược, đó là chúng ta chuẩn bị sẵn tiền, ngồi chờ giá giảm quá 20% là chúng ta bắt đầu đầu tư. Tất nhiên là chúng ta không nên tất tay một lần, mà vẫn nên chia vốn đầu tư theo ngày hoặc là theo tuần để trung bình được giá. Nhưng mà lần này là chúng ta sẽ trung bình được cái vùng giá tốt hơn cái cách đầu tiên. Đặc biệt là nếu chúng ta kết hợp thêm các vùng bò gấu thì chúng ta sẽ có thể tăng cái khối lượng mua thêm nhiều hơn. Mình ví dụ ở cái vùng này. Bạn có thể kết hợp mua ở các vùng mình vẽ như hình. Khi mà giá giảm xuống những cái vùng này hoặc là vùng này và đủ cái tiêu chí phần trăm như chúng ta đã đề ra. Tất nhiên là cái tiêu chí phần trăm đấy nó tùy mỗi người và tùy theo cái chỉ số mà chúng ta đang đầu tư. Ở cái thời điểm năm 2018 đến năm 2020 cũng vậy. Ví dụ khi chúng ta thấy một cái thời điểm giá giảm thì mình sẽ đo từ cái đỉnh. Đây, vào đây là khoảng 20%. Và nếu mà chúng ta đầu tư theo cách thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu mua tại cái vùng này, hoặc là những cái vùng này. Khi mà giá giảm quá 20%, chúng ta bắt đầu đầu tư đều đặn theo tuần hoặc là theo ngày, và chúng ta có thể mua nhiều hơn tại những cái vùng bò trước đó. Ở cái cách thứ hai này thì bản chất cũng rất đơn giản, chỉ khó ở một cái là chúng ta phải kiên nhẫn chờ thời cơ hơn.
giống như là đang rình mồi vậy. Nó không giống như cách một, đó là chúng ta cứ đều đặn theo tuần theo ngày, không cần quan tâm đến giá, không cần quan tâm đến biểu đồ. Chính vì vậy mà lúc này ở thời điểm hiện tại, sau một đà tăng trưởng rất là dài và nó đang có những cái tín hiệu giảm giá, thì mặc dù trong khi mọi người đang hoảng loạn, mình lại thấy đây là một cái cơ hội rất tốt mà mình đã chờ từ rất lâu rồi. Như mình thì mình sẽ chờ giá sập nhiều hơn một chút nữa, có thể là xuống tới cái vùng này, thì mình sẽ bắt đầu mua vào nhiều hơn. Tất nhiên là đôi khi có thể nó chỉ xuống một đoạn và sau đó nó tăng tiếp thì sao? Không ai nói trước được. Và như vậy nếu mà chúng ta cứ chờ mua giá tốt ở vùng này thì đôi khi chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội. Và khi giá tăng trở lại thì chính cái vùng giá hiện tại này lại là một cái mức giá tốt trong tương lai. Và vậy mình vẫn khuyến nghị cho hầu hết mọi người là đầu tư theo cách một, đơn giản, hiệu quả, không cần phải quan sát nhiều. Cả hai cách đầu tư ở trên đều là những cách siêu đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Ưu điểm của cả hai cách này là mặc dù chúng ta không biết được đâu là đáy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể mua được cả ở giá đáy, nên là mức giá trung bình của chúng ta vẫn tốt. Có thể chính vì nó đơn giản quá nên là ai cũng chủ quan, không thèm làm mà muốn học thứ gì đó cao siêu hơn, vì chúng ta đang quá đề cao cái vấn đề đầu tư dài hạn. Ai cũng biết là nhiều người tham gia thị trường và mất tiền, nên là nghĩ chắc nó phải khó và chúng ta cần phải học nhiều thì mới có thể đầu tư được. Những suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Ở trading, tức là giao dịch ngắn hạn, nó có thể khó và cần nhiều kiến thức, cần nhiều thời gian luyện tập. Nhưng mà ở đầu tư dài hạn, cái chìa khóa nó nằm ở việc chúng ta đầu tư đúng và sau đó không làm gì cả. Chúng ta không cần nhìn tài khoản mỗi ngày, không cần hóng tin tức giá tăng giảm mỗi ngày ra sao. Những việc đó đều là những việc có hại, ảnh hưởng tới quyết định của chúng ta. Chúng ta đã có hai chiến lược đầu tư cơ bản và rất rõ ràng mình đã vừa chia sẻ. Và mình nghĩ là nó không quá khó để hiểu, kể cả đối với người mới. Bạn chỉ cần tập trung, tuân thủ và làm theo đó thôi. Đó mới là cái chìa khóa của đầu tư chứng khoán dài hạn. Hy vọng thông qua video này sẽ giúp các bạn có những quyết định đúng đắn hơn trong đầu tư chứng khoán và nó có thể mở ra cơ hội cho bạn trong thời gian sắp tới. Video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.